Giờ chúng ta sẽ biên tập chất liệu mặt nước, sử dụng chế độ scan line thôi. Ở đây tôi vừa mới cho thêm một ít chút xíu sương mù vào đây, để chúng ta có đằng chân trời á, nó được mềm mại trên giữa cái mặt phẳng của mình và cái không gian. Thì bây giờ tôi muốn cho cái mặt nước này liệu như sau. Đầu tiên mình sẽ đổi chất liệu standard này thành một chất liệu gọi là ray tray ở trong material này. Chúng ta lấy đổi lại thành ray tray. Thì chúng ta bật để chúng ta thấy sự trong suốt double click luôn ha. Chúng ta muốn trong suốt thì chúng ta sẽ gia giảm transparency. Muốn trong suốt thì chúng ta sẽ giảm dần. Tùy theo mình muốn trong suốt bao nhiêu phần trăm. Đấy, chúng ta sẽ cho nó. Nhưng mà nó hiện mình chưa map vô ha. Tôi sẽ map vào đây. Đây. Bây giờ trong vắt như thế này luôn. Đó, trong giống như không thấy ở miếng đấy. Thế bây giờ chúng ta sẽ giảm khoảng bằng gần này thôi. Đó, khoảng 150 trong suốt. Kế theo là tôi muốn cho nó phản chiếu nước thì phải có phản chiếu, thì phản chiếu là thành phần reflection. Thì tôi cho phản chiếu khoảng 50 phần 50. Rồi chúng ta sẽ render xem lại. Đấy, đã phản chiếu như thế này. Bây giờ tôi muốn tạo những cái gợn sóng lăn tăn lăn tăn lăn tăn thì chúng ta sẽ làm như sau. Thành phần bâm rồi ở đây chúng ta sẽ vào đây và lấy một cái chất liệu noise. Đây, một cái họa đồ noise. Thì của mình sẽ như vậy, mặc định là 25, cái size là 25. Thì chúng ta nhìn thấy mặt nước nó được nhiễu đi thế này thì chúng ta xem thử. À, cái độ nhiễu đó là nhiễu chúng ta nhìn ở trên cái mặt phản chiếu này nè, chúng ta sẽ thấy nó nhiễu rồi. Nhưng mình muốn nó nhỏ lại, nhiễu nhuyễn hơn thì cho tôi giảm xuống còn 5 thôi. Cái size của cái nhiễu khoảng 5 thôi thì chúng ta sẽ thấy cái độ nhiễu thế này. Thì độ trong suốt có thể là nhiều quá, nếu muốn bạn có thể giảm bớt đi một chút xíu. Ví dụ như trong suốt hồi nãy là bạn tôi để tới 150, bây giờ tôi giảm xuống khoảng 100. Rồi, độ phản chiếu cũng thế, tôi không thích phản chiếu nhiều. Tôi giảm xuống khoảng 30 thôi. Rồi, chúng ta xem. Đó, là như vậy là đủ rồi. Bây giờ chúng ta diễn. Thì chúng ta muốn trong quá trình chúng ta diễn hoạt thì những cái đợt sóng này nó nhảy, nó trôi giống như trong bài. Thì chúng ta hồi nãy chúng ta đã diễn hoạt noise của modify. Bây giờ mình sẽ diễn hoạt noise của chất liệu. Tôi tăng size lên cỡ 8 một chút cho cái nhiễu nó so lớn hơn một chút xíu. Đây, cái hột này nó lớn hơn. Bây giờ chúng ta sẽ bật auto key và chúng ta để tới frame 400 của mình. Thì chúng ta sẽ làm chuyển động cái hạt sóng này, độ nhiễu này tại cái trục x, y, z. Z thì làm cho cái nhấp nhô theo chiều đứng, theo chiều đứng dọc. Thì ở đây tôi sẽ cho này khoảng 400, 400 frame, 400, 400 frame thì mình sẽ tới frame 400 cuối cùng thì mình sẽ tăng lên khoảng 300 đi. Nhiễu 300, còn hai nhiễu này tôi nhiễu 50. Để xíu nữa chúng ta ra phim, chúng ta xuất phim, chúng ta sẽ xem được cái chuyển động này. Rồi sau đó mình tắt, bây giờ chúng ta có thể qua chỗ này. Đó, thì cái sóng của ta đi hơi chúng ta sẽ thấy nó đi nhỏ bớt xuống đây để chúng ta đây. Đây, ta lấy cái lây chứ không gì hết á, chúng ta sẽ thấy này đó. Thì cái ngoài ở bên ngoài là cái tấm len nó modify noise, nó dập ở trong này chất liệu của mình nó sẽ trôi như thế này. Rồi sau khi chúng ta đã xong cái khung cảnh của nó rồi thì bây giờ bắt đầu mình sẽ tạo các cái sản phẩm. Cái hộp kem thì chúng ta sẽ tạo từ một chamfer box đi. Chamfer box thì tôi muốn chuyển sang vùng nhìn left và tôi vẽ những cái box như thế này, chuyển lại vùng camera đó. Và tôi cho hơi vát một tí xíu xí xí thôi ha. Đây là cái bốc. Rồi tôi sửa như sau. Chiều rộng, chiều cao. Đây, như thế này chúng ta ra cái bốc. Chuyển sang một buffet thì chúng ta quan sát cho dễ nha. Vẽ chữ P. Rồi, cái này tôi sẽ cho vuông lại luôn. Thì cái hộp kem này nó vuông. Vì vậy thì tôi cho hai đứa này là 300, 300 đi. Đó.
Và chiều cao này, chiều dài là 1.500. Rồi, fillet cho 20. Đó, thì chúng ta có một cái hộp như thế này. Rồi ha. Bây giờ tôi sẽ tạo cái nắp hộp. Thì chúng ta làm như sau. Xếp lại một chút xíu. Mình sẽ render thử. Bây giờ mình coi là cái sản phẩm của mình này. Trên vùng Perfecti nó vậy ha, nhưng mà vùng camera là do tôi đã đẩy camera, đẩy xương ra xe thì vùng camera đây. Thì sản phẩm của mình nó phải nằm xuống đúng không? Chúng ta sẽ di chuyển xuống tới sản phẩm nó nằm đây. Thì chúng ta quan sát đây. Được không? Cái hộp của mình đó. Thì bạn cũng có thể cho cái hộp mình nó xuống thấp hơn, đó, chạm sàn. Rồi ha. Rồi. Bây giờ tôi sẽ tắt lưới đi. Bắt đầu mình diễn làm thiết kế ở đây, chuyển sang Perfecti. Rồi. Sản phẩm này tôi cho xoay theo cái màn cực này của mình một chút. Chuyển sang trục local và tôi nhích theo chiều Z lên. Đấy ha. Bây giờ tôi sẽ bật modify. Tôi convert poly. Rồi, tôi sẽ chọn là cái phần nắp hộp là phần này. Tôi detach tạo ra. Đặt tên đây là nắp. Nắp chính đi ha. Rồi. Tôi sẽ đi ra ngoài, tôi chọn cái nắp chính là anh bạn này. Thì cái tâm nó đang nằm ngoài này, tôi sẽ reset tâm vào giữa. Đó, rồi. Bây giờ tôi sẽ thậm chí rồi gióng tâm về bên này luôn. Tôi sẽ lấy lệnh gióng gióng với chính cái miếng này luôn. Thì tôi muốn là chạy về trục này là trục X. Thì ba vượt spoil của tôi và sen vào bên này ngược chiều, đó là minimum. Đó, nó sẽ nằm đúng ở đó. Còn các trục khác là center là tí mình mở nắp ở từ ở vị trí đó. Rồi. Bây giờ tôi sẽ xoay tắt cái này đi. Và chúng ta sẽ xoay mà xoay theo trục local. Chúng ta sẽ xoay trục Z. Đó. Nắp này như vậy. Thì tôi phải có cái phần gài. Nên tôi sẽ chuyển về chế độ cạnh. Tôi sẽ bấm F4 lên. Đó, để chúng ta thấy ha. Và tôi sẽ nhấn Shift. Tôi kéo. Để xem mình làm đúng chưa. Tôi sẽ xoay cục bụng nhìn lại. Tôi alternate quy của một mình sản phẩm này của mình thôi. Và tôi sẽ kéo theo trục, xin lỗi, nhấn shift, tôi kéo theo trục Z để tôi tạo thêm một cái mặt nữa ở đây. Rồi tôi sẽ kéo thông theo trục Z, tôi sẽ cho nhỏ lại. Đó, vậy thì chúng ta đã có một cái nắp gài như thế này. Tôi có thể đẩy cho vào hẳn luôn như thế này. Rồi. Giờ alternate quy. Và chúng ta đã có cái nắp gài. Tiếp theo tôi muốn tạo hai cái nắp hai bên. Chúng ta xem hình mẫu. Ta có hai cái nắp này nữa. Vậy thì tôi sẽ về lại đây và tôi sẽ chọn thoát ra và tôi chọn cái box này. Bây giờ tôi alternate quy cái box này cận lên. Tôi sẽ chọn cạnh tiếp. Và bây giờ tôi sẽ chọn cạnh bên dưới này. Nhấn Ctrl để tôi xoay làm sao để tôi lấy được cái cạnh bên này. Ctrl ở bên này. Rồi. Bây giờ tôi sẽ lấy lại scale và tâm ở giữa. Xem tôi scale, nhấn Shift scale thì nó ra không ha. Không được, vậy rồi hãy kéo từng cái ha. Tôi sẽ chọn một cái thôi. Ít rút ra cũng được nhưng mà tôi thích nhấn shift kéo ha. Như ví dụ như tôi có hai cách, một là nhấn shift thì kéo ra như vậy. Đó. Tôi có thêm một cái cánh nữa, đúng không? Đó. Hai là bây giờ tôi ít rút thử chọn cạnh này và tôi ít rút cạnh. Đúng không? Thì nó không có theo cái hướng của mình mà nó đẩy đi chỗ khác, mất công mình sửa lại. Thì nhấn shift kéo nó có cái lợi là chúng ta muốn tạo ra tại cái hướng nào,
thì nó sẽ đi theo đó. Cho mình hướng đó. Đấy, chúng ta có một cái nữa như vậy. Hai cái này chiếm khoảng 50-50. Sau đó thì tôi sẽ xoay xem được không. Không nên xoay, không nên ha. Tôi sẽ kéo kéo mở ra theo trục rách. Đó. Và chúng ta sẽ xem. Chúng ta có hai cái nắp. Rồi, giờ tôi hón hai cái nắp này. Tôi tách nó ra luôn. Chúng ta hãy đợi một chút. Rồi, sau khi chúng ta có hai cái nắp phụ như thế này thì bây giờ chúng ta sẽ diễn hoạt. Tí nữa tôi sẽ cho nhân vật của tôi từ bên trong chạy ra khoảng 30 frame. Sau đó từ frame 30 đến frame thứ 50 nó sẽ mở cái nắp chính. Bây giờ tôi sẽ cho mắt nắp chính ra. Alternate quy. Đó. Thì nắp chính của tôi đóng vào đi, giờ tôi nói ha, bây giờ tôi xoay vào đóng vô. Đấy, đóng vào thì mình chỉnh sửa lại nha. Giờ nãy chúng ta đóng mở cái nắp gài này quá quá lớn đúng không? Để mình kéo gài ra quá lớn. Thì giờ tôi sẽ bật sang modify. Tôi chọn chế độ cạnh này và tôi kéo vô. Xem cái hệ chụp của nó nào. Tôi sẽ kéo vào chụp rách. Kéo vào. Cạnh này tôi cũng kéo vào luôn. Đó, đóng vào đây ha. Tiếp theo là hai cái nắp này mình đã đóng vào rồi đúng không? Giờ xem cái nắp này mình kéo vào nó là nó vào sâu quá, mình sẽ xoay ra một chút. Đây. Rồi ha. Vậy là chúng ta vừa mới tạo xong được cái hộp và những cái nắp khớp đây ha. Thế thì bây giờ tôi muốn nói tới một cái lệnh rất là quan trọng như sau. Tôi muốn khi tôi animation cái box này thì cái nắp chính này nó sẽ đi theo. Bây giờ chúng ta quan sát tôi animation thì nó chuyện gì xảy ra ha. Khi tôi bây giờ tôi làm mà tôi cái box này đi thì cái nắp nở lại. Chỉ có hai cái nắp này được tạo ra bởi chính cái hai cái cạnh của nó thì nó giữ lại thôi, còn này tôi đi tách ra rồi cho nên không có đi theo. Thì bạn muốn đi theo thì mà không ảnh hưởng đến cái chính của nó thì tôi sẽ chọn cái nắp chính, chúng ta lấy lệnh link ở đây và chúng ta sẽ kéo từ nữa tới cái thân. Đấy. Vậy thì bây giờ sau khi đó chúng ta link xong thì bạn kéo đi thì cái nắp nó đi theo. Đấy ha. Bây giờ hoàn thành rồi, chúng ta bắt đầu animation. Đây. Chuyển mục ra và chúng ta diễn ha. Ví dụ như tôi sẽ để cận cảnh camera vào đây một chút xíu. Rồi. Cái box này tại tôi sẽ kéo về bên tay phải coi như là nằm ra khỏi khung hình. Thì tôi kích tại frame 0. Và tôi bật set key lên, tôi set một key. Đấy là nó đánh dấu bây giờ đầu tiên nằm ngoài đó. Khoảng frame thứ 40 đi. 30 hơi nhanh, 1 giây hay 30 cũng được, 1 giây sau. Thì cái đối tượng này của tôi nó sẽ được đi vào trong này. Thì tôi sẽ đẩy thử cái này. Nó chạy theo trục x vô, đúng không? X vô. Đấy, vô tới bao nhiêu? Thì tôi muốn vô tới đây thôi. Vô tới đây thôi, đủ rồi ha. Đó, tôi set một kỳ. Đó, vậy thì chúng ta vừa mới Jesse xong tắt đi ha, mấy animation được cái box được cái hộp kèm từ bên ngoài chạy vô đây. Rồi tiếp theo tôi muốn mở nắp, cái nắp chính mở trong vòng 20 frame tức là tới frame thứ 50. Tôi sẽ chọn cái nắp và tôi bật auto key. Tôi lấy lệnh xoay, bây giờ tôi auto key ha, tôi xoay ra mở nắp ra vậy. Thì khi mình mở nắp thì cái nắp này nó được diễn từ đầu, tại vì khi auto key là tự động phát sinh key từ frame 0. Vậy thì nhân vật mình vừa chạy vừa mở nắp ha, tôi không thích vậy thì tôi muốn bắt đầu tới frame 30 thì bạn kích phải vào đây đi. Mình chạy x lúc nãy thì chúng ta sẽ cho anh chàng này frame 30. Thế là vô đến nơi rồi hắn mở nắp. Đấy thì frame 30. Thì chúng ta sẽ thấy là từ đầu nhân vật của mình chạy vào và vẫn giữ yên trạng thái nắp, vô tới nơi chúng ta mới mở nắp. Ha, mở nắp.
Rồi sau đó thì khoảng farm thứ 60, 50 năm đi. Tôi mở nắp à, không, nắp phụ này ha. À, bây giờ tôi sẽ kéo đây, bật auto key nha. À, kéo trục này lên. Chúng ta sẽ khóa chọn để khỏi bị sai. Đây. Mở theo trục Z đây. Và kéo lên trên cao. Mình cũng không nhất thiết là mình phải kéo quá xa. À, mở như vậy. Thì chúng ta sẽ thấy là như vậy đây. À, nó vừa chạy nó vừa mở luôn. Thì tương tự như vậy chúng ta cũng có cái key từ đầu. Mà key đầu chúng ta sẽ thấy là cần vô là sau 50, đúng không? Về khoảng từ chỗ này. Vậy thì chúng ta sẽ chạy vô này. À, undo tập kéo lộn key của nhân vật chính. Đây. À, chạy vô và mở nắp. Vậy thì chúng ta set scene đây. Mình kiểm tra coi key property ở đây. Chúng ta sẽ xem vertex 100 là 110. Tôi tăng đẩy vào là 35. Tiếp theo, tôi chọn property vertex 109. Tôi cũng đẩy vào 35. Đó. Thì chúng ta sẽ thấy nhân vật của mình từ bên trong vẫn giữ yên nắp. Đó, mở nắp chính, sau đó mới mở nắp phụ. Đó, tương tự như vậy ha. Tôi sẽ mở nắp còn lại ở đây. Là farm thứ 60. À, tôi sẽ kéo cái nắp này ra. Mình bị kéo, chọn là chọn lộn rồi ha. Đây, chọn này. Mình sẽ kéo cái nắp này ra. Và chạy xuống. Mình không có chạy dài như thế đây ha, tới đây thôi. Đó. Rồi, mình cũng nó cũng phát sinh key từ đầu, chúng ta cũng chọn vô key property vertex 113. Bạn sẽ đẩy vô tới 40 đi. 40 nha, chứ không phải 4.000, 40. Tiếp tục vertex thứ 114 này, mình cho vô 40 luôn. Rồi, vậy thì chúng ta sẽ thấy nha. Chúng ta sẽ mở được nắp đầu. Sau đó nắp 2, nắp 3 sẽ mở. Rồi ha. Bắt đầu tôi vừa mới diễn hoạt xong cái nắp và cái tiếp kem nó chạy ra, thì tôi xoay cái khung hình camera của tôi một chút ở đây. Thì chúng ta lay thử. Đây. Chạy ra. Nắp. Thế bây giờ bắt đầu tôi mới cho cái sản phẩm của tôi tạo tiếp kem. Thì chúng ta tạo tiếp kem bằng cách nào? Mình có thể sử dụng edit poly. Thiết kế theo kiểu poly cũng được. Mình thiết kế theo kiểu loft cũng được. Ở đây tôi dùng loft cho nhanh. Đấy ha. Tôi sẽ ở đây một polygon, một cylinder. Cylinder để vẽ theo chiều này thì tôi sẽ sang vùng nhìn left hoặc vùng nhìn right. Giờ tôi ẩn đi, chỉ còn vậy thôi. Tôi sẽ vẽ một cái chiều cylinder bằng đây. Rồi, sau đó tôi về vùng nhìn top. Tôi zoom lại. Tôi để chế độ F3. Tôi thấy ở đây này của tôi đây ha. Thì vậy là cái tâm nó bắt đầu, cái đầu nó ở đây, thì cái chiều dài của nó tôi sẽ cho nó đang chạy âm ha, cái âm dương gì cũng thành vấn đề. Thì tôi sẽ làm sao mà cái tiếp kem này nó phải nằm lọt ở trong này. Tôi giảm bán kính xuống một chút. Đó, ví dụ như vậy. Và tôi không có segment chiều cao mà tôi cứ vậy vậy thôi, tới đâu tôi tính tới đó. Còn nếu mùa thì mình có thể chia ra để xem. Tôi muốn ngắn thôi để tôi còn đẩy ha. Vậy thì ở đây tôi cho bằng gần này thôi. Rồi, giờ alternate quy tôi để lại một mình cái tuýp kem này, tôi về F3 lại. Đây ha, đây là cái tuýp kem của tôi. Thì tôi sẽ convert editable poly. Cái chọn cái mặt dưới này, tôi muốn làm cái phần nắp trước. Ở đây tôi sẽ dùng chế độ bevel. Đầu tiên tôi sẽ lấy extrude ra tới đây thôi. Chúng ta sẽ xem cái tiếp ha, sẽ thấy vậy đó. Ở từ đây nó được vào đây rồi mới đẩy đúng không? Vậy từ đây chúng ta sẽ ít chút mà bevel sát vô. Ít chút một ít thôi. Cỡ vậy.
hơi phòng phòng một chút xíu ha, cho là 10 đi, 10 mi rồi, và tôi ép nó vô à, cỡ vậy, 10 hơi ít, tôi cho ngoài khoảng 15 20 gì đó ha, 20 đi đó. Rồi tôi check một cái, rồi tôi cộng đi, nó sẽ ra thêm, mà bây giờ tôi không bắp vô nhiều nữa, cái này tôi cứ để zero đó ha, thì tôi đẩy ra, tôi sẽ đẩy ra dài tới đây đấy, thì chúng ta tí nữa nếu mà bạn thấy cái này nó hẹp quá, thay vì hồi nãy 20 lỡ không được thì tí nữa sẽ kéo lên sau. Vậy thì chúng ta đã có được cái phần cổ chai ở đây rồi, quan sát luôn đây à, tí xíu mình sẽ làm cái nắp à, cái nắp của cái tuýp này mình sẽ phải mở nó ra nữa, cho nên bây giờ trước mắt là tôi sẽ làm hơi dài hơn chút, tôi sẽ cộng thêm lần nữa ha, với cái này, cái này là phần nắp của nó đây à, phần nắp mở nó cỡ này đi, rồi tôi check xong ha. Bây giờ tôi muốn sửa một chút xíu tên vùng nhìn top đây ha, đây tôi sẽ kéo rê chọn hết cái vùng các điểm này, tôi trả về chế độ view và tôi kéo à, nó hơi ra đây một chút, chúng ta quan sát tiếp kèm à, nó hơi ra một chút xíu, không gắt quá, hay vậy tôi sẽ làm như vậy à, bây giờ thì nếu mà mình muốn đẹp thì mình sẽ phải chamfer à, các cạnh, nhưng mà bây giờ tôi sẽ xoay lại à, và bây giờ anh bạn này tôi chọn polygon à, tiếp kem thì thường thường nó phải ra dẹp cái phía sau đúng không bạn, nó ra theo chút nếu này nó dẹp lại thì bây giờ mình sẽ cho dẹp, nếu mà mình làm dẹp ngay à, tôi lấy dụng này tôi ép dẹp xuống này đúng không, ép dẹp cái bề này xuống thì chúng ta sẽ thấy rằng từ đây này nó dẹp hết theo luôn. Vậy thì tôi sẽ undo lại, tôi khoan hẳn dẹp à, tôi cho nó trở lại tròn ha à, tròn lại trước. Bây giờ tôi extrude ra đã à, extrude ra một chút rồi, thì cái hàng này này tôi đẩy nuôi vô, tại vì nãy mình để nó hơi hơi dài ha, thì tôi tức là cái phần này phần nó sẽ chặn lại, chọn chế độ cạnh điểm, tôi kéo theo chụp à, cho cái điểm này là chỗ này bắt đầu từ đây này à, đi đây nó mới dẹp, nên tôi sẽ cho xuống đây rồi, giờ bắt đầu tôi ép dẹp khúc này thì đây ha, mình muốn mình ép dẹp chụp nào tùy theo mình, ta ép chụp chụp y à, tôi ép dẹp phần này thôi, đầu tôi mới extrude thêm một tí nữa à, để tôi làm một phần ngán phần đuôi xí vào đây rồi, ok à, mình có thể ép dẹp thêm chút nữa nếu bạn muốn. Rồi vậy là chúng tôi vừa mới thiết kế xong cái cơ bản của cái tuýp kem này, thì nếu bây giờ mình lấy mình cho nó mượt hay mình cho mesh smooth luôn thì chuyện này xảy ra đó. Thì chúng ta xảy ra hai chuyện như thế này, thứ nhất là bên dưới này à, nó bị túm lại, thứ hai trên này à, nó cũng không có được rõ nữa. Vậy thì chúng ta vẫn cứ để mesh smooth đi, mình quay về body mình sửa như sau. Đầu tiên là tôi muốn rõ cái cạnh chỗ này à, rõ cái chỗ này thì tôi sẽ chọn một cạnh này và tôi lấy vòng tròn, là tôi lấy lớp đó, lấy xung quanh ha. Bây giờ tôi sẽ chamfer, chúng ta quan sát nè ha, nếu tôi chamfer cái này ít thôi có phải là nó giữ lại cái khu vực này cho tôi, nó sắc ra đúng không, chamfer một chút khoảng mười mấy thế này nhiều ạ, vậy đi chị thôi, check cái ha, tiếp tục ở khu vực này cũng vậy nè đó, rồi tôi cũng lúc khi bạn chamfer như vậy nó sẽ giữ lại được chưa, còn nếu không chamfer thì nó không có đẹp. Rồi tiếp theo à, cái cạnh này cũng vậy. Rồi chúng ta sẽ chọn chức năng là khi mà tôi lấy trọn vẹn thì mới chọn cho tôi, bật này lên và tôi sẽ rê thế này, thì tức là tôi lấy được hết tất cả các cạnh đầu này đó. Rồi tôi chamfer như vậy thì chúng ta sẽ thấy là à, nó giữ rất là đẹp phía trước rồi, ok xong phần trước chỗ này nếu mình muốn chúng ta cũng chamfer một chút. Đó, giữ cho cái chuyện này nó đẹp thì chúng ta đây chamfer, mình sẽ chamfer chỗ này à, xin lỗi khu này ha, ra xa 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 ra đây, mình có thể tăng lên segment lên chút xíu à, xa ra nữa
Không cần tăng quá segment ha, vỡ đây được rồi. Đó, check. Tiếp theo tôi sẽ chỉnh ở phía sau này. Dạ, hiện bây giờ chúng ta bật lên bạn thấy nè. Đó, xem được chưa. Nó hơi hơi bị rách rách vào đây do khúc đầu này mình cũng chưa chamfer nữa. Thế thì mình sẽ giữ cho nó đẹp, tại giờ mình ép dẹp lắm rồi thì mình sẽ chọn, giờ mình không có lúc được nó đâu, chúng ta sẽ rê chọn những cái phần đầu thôi, ra về một nhìn top luôn. Zoom lại và chúng ta rê tắt đi tạm thời ha, mình sẽ rơi cạnh đám cạnh dưới này. Rồi mình chamfer chút xíu cái này là một thôi, và tôi đẩy anh bạn này chút xíu thôi chứ không phải tới mấy trăm như thế này. Dương lên tí xíu vậy, chúng ta coi bây giờ nó sẽ hết bị túm rồi, nó giữ đẹp được chưa. Rồi xong, vậy là mình vừa mới thiết kế xong, mới model xong cái tiếp kem này. Bây giờ tôi sẽ hướng dẫn ta làm cái phần nắp này, nó sẽ được mở ra. Bạn thấy không, nó mở ra rồi nó viết. Vậy thì chúng ta sẽ làm như sau. Mình sẽ về lại vùng nhìn top đi, zoom nhỏ vô, chúng ta sẽ chọn chế độ polygon, chúng ta chọn hết cái mặt trên này, tắt này đi ha. Đó, để chúng ta chọn ray đây. Rồi cái này chúng ta sẽ detach ra, detach ra ha. Thì cái này là nắp của tuyếp. Rồi giờ chúng ta sẽ tắt đi và chúng ta sẽ chọn cái nắp tuyếp này để chúng ta điều khiển. Mình sẽ giống như hôm lúc mình đấy làm cái nắp hộp thì chúng ta sẽ vào đây chúng ta đưa ra và chúng ta coi xem mình cần giống cái mình muốn mở về bên nào thì chúng ta sẽ rời cái tâm nó về góc đó. Ví dụ tôi muốn ở chỗ này để xem ở đây bài mình thì chúng nó mở bên góc bên hông thì chúng ta sẽ để qua bên này ha, thì chúng ta sẽ giống nè. Bible spoil của tôi. Chúng ta quan sát nè, chạy trục x này vô bên này minimum được không? Rồi tôi ok xuống thấy đủ rồi. Bây giờ tôi tắt này đi và anh bạn này thì tôi cũng phải cho nó một cái mesh mode đúng không? Tôi có thể copy mesh mode bên này. Và paste mesh mode cho cái miếng này cho nó nhanh. Rồi vậy thì bắt đầu tôi mới animation bằng cách chúng ta xoay ra đây ha, thấy rõ nè. Tâm đặt chưa đúng, bây giờ nếu mình xoay bây giờ chuyện này xảy ra này không, tại vì tâm phải nằm ở đây cơ chứ không phải nằm ở đây. Do vậy tôi undo lại, tôi sẽ rời tâm xuống một chút xíu nữa đây ha. Tôi làm sao làm xem vùng nhìn left hoặc vùng nhìn right, vùng nhìn top. Và tôi chỉnh ha, phóng lớn chỗ đó lên, tôi chỉnh cho chính xác. Cái phần nắp gài nó sẽ nằm ở dưới này, hoặc là mình chọn rách đi, minimum là cũng được nữa ha. Thì tôi sẽ nó giống, bây giờ giống với chính bạn này thì theo trục rách đúng không, thì xuống minimum là nó xuống chính xác cho mình. Rồi bây giờ mình animation nó nè, mình cũng là tắt này đi đã nha. Giờ mình cũng link nha, mình cũng lấy lệnh link, mình rê từ cái nắp tuyếp mình sang cái tuyếp này. Thì nếu mà nằm đúng thì khi mình di chuyển cái tuyếp này đi đó, thì cái nắp đi theo là chúng ta làm đúng rồi. Bây giờ theo tôi muốn là khoảng từ 120, 120 nha, 120 thì cái tuyếp này nó sẽ mở. Thì theo kịch bản của tôi là từ bên trong cái tuyếp, cái hộp nó chạy ra là 30 frame, mở xong các nắp hộp là tới frame thứ 65, rồi cái tuyếp kem chạy ra là tới frame 100. Rồi mới mở cái tiếp, mở cái này ra là thôi cho 150 đi. 150. Bây giờ chúng tôi sẽ xoay. Mở anh bạn này lên. Thì hiện bây giờ nếu bạn cầu toàn thì cái tuyếp kem này bạn sẽ áp seal à, tại vì hiện giờ rất là mỏng. Nó không có bề dày, cả cái tuyếp này cũng vậy. Thì bây giờ tuyếp thì có thể mình không cần cho nó nhẹ, tại vì tí nữa ta sẽ vẽ lên một cái miếng kem để ra kem mình nó viết bài, viết ra cái nét cười. Do vậy thì tôi chỉ xeo cái thì bây giờ nó ra quá trời dày thì tôi cho nó dày khoảng 1 ly thôi. Dày khoảng 1 ly. Giờ tôi F4 tắt đi để bạn nhìn thấy này.
Đây thì chúng ta đã có cái cái hộp này ở đây. Thì nếu cần chúng ta sẽ gỡ nằm thêm cái phần gà xuống đây. Nếu mà chúng ta cầu toàn thì chúng ta nếu muốn thì chúng ta về lại polygon đi. Mình sẽ làm thêm một tí nữa, không phải của đối tượng này ha, của anh bạn này. Ta về lại polygon. Mình sẽ làm một xí phần gà gà hợp lý một chút. Thì vậy thì đây tôi lại chọn cạnh này ha. Đây, cạnh này. Đến cần trồn với cạnh này. Tôi nhấn shift tôi kéo đây. Đó, thì giống như tôi gài vào đây thôi. Rồi tôi nhấn shift tôi kéo xuống một tí vậy đó. Thì giống như nó có cái phần gài ở đây. Thì sau đó thì tôi mét mốt vào tôi ấy thì chúng ta sẽ có phần này, nhìn cũng đỡ một chút xíu hơn là chúng ta thấy nó chơi vơi quá, đúng không? Đây, bây giờ mét mốt thì tôi có thể tăng lên 2. Thì cái này cái nắp này nó hơn. Hoặc là hồi nãy chúng ta chỗ này chúng ta chamfer chưa có đủ cho nên nhìn nó vẫn còn hơi cứng. À, thì tôi thích tôi chamfer thêm cái nữa thì chọn cái này, tôi chọn lúc rồi được không? Không lúc được thì mình sẽ để ở cái trạng thái nó đóng vào đó này đây. Thế thì mình sẽ chọn vậy dễ hơn. Mình xoay thành nó thẳng lên. Tắt đi. Mình xoay cho nó thẳng lên cho mình dễ chọn rồi tí mình sửa lại. Đó, nó thẳng như vậy. Rồi. Ta chọn cái hàng cạnh này. Đó, rồi bây giờ chamfer ra cho nó mềm mại. Chamfer ít thôi. Rồi chúng ta xem bây giờ nó sẽ rất là mềm ha. Nếu mà không chamfer thì chúng ta thấy là rất là xấu ha. Đó, thì chỗ này nó sượng đó, thì tôi chamfer một cái cho nó mềm lại. Chỗ này cũng vậy này. Đó. Khi mà mình tạo mới cái cạnh này mà chúng ta thấy là chúng ta không có chamfer nhìn nó rất là khó chịu. Đây, đấy. Thì bây giờ tôi về lại đắp đi và tôi chamfer cái chỗ này cho nó đẹp một chút xíu. Đó, chọn cạnh này. Nhấn phím phần chôn à, tôi sẽ chèm phơ ra à, chúng ta sẽ coi nè à, chỗ đó nó sẽ cứng cáp ra được ha. Rồi check cái tương tự như vậy à, cạnh này à, nó đang bị ăn xuống ha với cái cạnh này à, rồi tôi cũng chèm phơ nó một chút xíu rồi à, ok. Chúng ta sẽ xem này. Đó, nó giữ nó dễ chịu hơn chút xíu chỗ này. Rồi tắt rồi quay về chế độ shell. Thì chúng ta có đã cái tuýp với cái nắp rất là đẹp ở đây. À, ha, bây giờ tôi animation hồi nãy 120 mở nắp ra. Nhưng mà mình chẳng có bật auto key hay auto set key gì cả. Thế bây giờ hơi tôi set key cho nó đi. À, tôi để là 150, hồi nãy 150 đúng không? Rồi tôi bật set key. À, ta kích một cái thì coi như là tôi có key này. Bây giờ tôi xoay đóng vô này. 150 là tôi mở. Vậy thì bắt đầu mở khoảng 120 đi. 120. Thì bắt đầu tôi mở thì tôi sẽ xoay nó xuống như thế này. Cận cảnh vô cho bạn dễ thấy nè. À, xoay đóng nó vô, xoay đóng khớp vô ha. À, chắc mình phải seal luôn cả cái tiếp nếu không nó không có khớp ha. Rồi, mình cũng xếp một key. Vậy thì nó đã cho mình 2 key, tức là từ đầu nó chưa mở tới 120 bắt đầu nó mở ra vậy à, nó không khớp. Bây giờ là bởi vì chúng ta có cái bề dày của cái nắp này là 1, trong khi cái này là chúng ta không, thì mình đóng như vậy cũng được cho cảm giác rồi. Còn nếu không thì chúng ta tại vì ta muốn không muốn tốn thôi chứ không, mình chỉ cần copy như thế này và mình paste nó qua bên này là hai cái nó sẽ khớp nhau đó, nó có cái độ dày ha. Nó cho dày bớt thì không phải nào một chút xíu à, nó sẽ cái phần phần gài vô một chút xíu ha. Rồi bây giờ tôi sẽ cho thêm một chút xíu một cái nhân vật vào trong này để giống như làm cái phần kem đó, nó được bơm ra lúc đầu ở phía đầu tạo một nhìn lép đi đó. Thì giờ tôi vẽ cái nhân vật này bạn lấy vào trong Extended. Thì nó đang nằm ở giữa thôi, không có gì hết. Chúng ta nhìn top, chúng ta F3 hay là chúng ta đưa ra. Tôi sẽ cho cái đầu ngòi này thôi, giống như cái ngòi viết vậy đó. Đó, nó nổi một chút xíu chỗ này. Thì đây là một viên capsule nhé. Thì chiều cao nó vậy đó, bạn muốn cho cao nữa hay cao ít thì bạn cho bền vào chỗ này bán kính rồi nó ha. Đó. Rồi F3 để chúng ta xem. Đó, nhưng mà giờ đầu tiên thì tôi cũng diễn như hồi nãy đó. Đầu tiên thì nó coi như là 150 thì nó mở ra đúng không? Giờ trong thì mới thấy cái tiếp này nó bên trong nó bơm ra đúng không? Thì
nó phải có lực nó bơm ra. Vậy thì trăm trăm năm năm đi, 5 farm sau thôi, kéo vào đi ha, tôi xếp một kỳ, tức là nó nằm bên trong ha. Rồi 170 đi, 165, 10 farm thôi thì nó sẽ đi ra tới đây đó, và tôi xét kỳ nữa. Đấy ha, chúng ta quan sát đây. Mở mở này, được chưa? Rồi, sau khi chúng ta đã diễn hoạt xong cái tuyết thì chúng ta sẽ bỏ hộp ra và chúng ta link link cái tuyết với cái hộp, để khi hộp đi nó sẽ đem theo cái tuyết. Vậy thì chúng ta sẽ lấy lệnh link, và bây giờ bạn kéo từ trong ra thì khó lắm, chúng ta sẽ lấy lệnh, chúng ta link với này Champ Phở Bốc, nó là cái nhân vật của mình. À, vậy thì bây giờ chúng ta sẽ thấy đây. À, chúng ta có anh bạn này chưa link nữa đây. À, xíu nữa mình sẽ link. À, chúng ta sẽ thấy là ở cái hộp cái đĩa mang theo cái tuyết luôn đúng không? Đó. À, cái tuyết tôi chưa diễn hoạt gì hết ha. Rồi, được, trước thế á, bây giờ quay trở lại. Đấy ha. Tôi phải link nữa đã, anh bạn này cũng phải link với cái tuyết. Đó. Thì cái tuyết này nằm con và cả cái nắp nữa. Chúng ta sẽ bỏ ra trở lại. Đấy ha. À, chọn tạm thời cái hộp này ẩn đi ha, chúng ta lấy cái nắp này, chúng ta link với cái tuyết này luôn. Thì vậy thì khi mà tôi mang tuyết đi nào đó, tất cả đi theo là đúng nha. Lưu lại ẩn hai ôn đó, ta rất là quan trọng lệnh link này ở đây. Rồi, tôi F3 đây ha. Đó, tôi sẽ cho cái kem này nằm sâu vào trong, nằm trọn vẹn vào bên trong. F3 lên đây. Bây giờ đầu tiên mình đóng hết vô nè, đúng không? Đóng hết vô. Nhân vật chạy ra mở nắp nè. Và bắt đầu đến lượt cái tuyết nó chạy ra đúng không? Thì tôi tới farm thứ 100 là tuyết ở trong chạy ra, thì tôi bật auto key. Hay là tôi để đầu tiên ở đây. Tôi kích nút set key. À ha, và tới farm 100. Tôi kéo đây. À, bây giờ chúng ta coi lại đó, chúng ta đã bật auto key và chúng ta diễn cái tiếp. Sau khi cái hộp nó chạy ra mở nắp xong thì tiếp từ bên trong chạy ra, thì tôi muốn nó chạy ra mà nó xoay xoay một chút cho đẹp, thì tôi sẽ xoay theo trục rách. Bây giờ ok đây, tôi lấy trục xoay, tôi xoay thế này. Thì lúc này nó sẽ phát sinh key cho mình, chúng ta sẽ xem từ trong chạy ra và nên ha. Thì ở đây tôi cho cái key này nó hơi xa một chút xíu, nó xoay ra từ từ, thấy không? Xoay chút chút này như vậy. Rồi